Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ, mình là Amin Kha đây. iPhone 14 ra mắt rồi, mua iPhone 11 thôi. Ở thời điểm hiện tại, thật sự iPhone 11 nó là một trong những chiếc máy cực kỳ đáng mua các bạn nha. Vì cái phân khúc giá của một chiếc máy cũ nhé, mình đang nói theo một cái chiếc máy cũ, vì cái chiếc máy mới thì có lẽ như là chỉ cần các bạn bóc cái siêu hộp ra thôi, nó đã bay ngay 1 triệu rưỡi đến 2 triệu cái giá trị của con máy rồi. Đó, cho nên là nó sẽ không có xứng đáng bằng sau cái việc là mua một cái con máy cũ như thế này. Cái việc mà hao mòn giá qua thời gian nó sẽ ít hơn rất nhiều. Vì cơ bản các bạn đã mua một cái chiếc máy cũ đã qua sử dụng rồi, nên là các bạn sẽ không cần phải bóc siêu, không cần phải sợ mất ngay một cái khoản lớn khi mà mới mở hộp như thế. Đó, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào phân tích về cái chiếc iPhone 11 này, để xem rằng là sau khi iPhone 14 ra mắt ấy, thì cái chiếc iPhone 11 này nó trở nên đáng mua hơn như thế nào các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video thôi. Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Đầu tiên là mình sẽ nói về mặt thiết kế. Thực ra nói thật, cái phần thiết kế của iPhone 11 này nó chả khác gì so với iPhone 12, và nó cũng không khác mấy gì so với iPhone 13. Tất nhiên là đến đời iPhone 13 chúng ta sẽ thấy rằng là nó vừa có cái viền phẳng, nó vừa có camera đặt chéo, rồi nó vừa có tai họ nhỏ hơn. Đó là cái sự thay đổi rất là rõ ràng so với lại cái đời iPhone 11. Và theo với lại cái quan điểm, cái kinh nghiệm cá nhân của mình ý, thường là một cái sản phẩm Apple nó sẽ có cái giá trị tối thiểu là trong vòng 2 năm. 2 năm các bạn nhé. 2 năm thì chúng ta mới thấy được cái sự khác biệt so với lại đời mới. Ví dụ như iPhone 13 bây giờ đây thì phải đợi đến iPhone 15 thì chúng ta mới thấy được cái sự khác biệt hoàn toàn. Chứ còn các bạn có thể thấy đấy, iPhone 14 thì nó không khác gì so với lại iPhone 13 cả. Tất nhiên chúng ta vẫn biết rằng là camera sẽ tốt hơn, màn hình sẽ xịn hơn tí xíu, pin cũng trâu hơn, rồi là vân vân và mây, nó sẽ có thêm một vài cái yếu tố vào. Tuy nhiên thì về cái mặt thiết kế, cái điểm nhận diện của nó thì gần như không có gì khác biệt cả. Và đối với là iPhone 11 cũng chính vì thế, vì cái sự mà ít thay đổi qua thời gian như thế, thì iPhone 11 nó đang kế thừa được một cái form thiết kế vẫn vô cùng là mới mẻ, chứ không phải là cũ các bạn nhé. Và nó chưa lỗi thời. Đó là lý do tại sao ở thời điểm hiện tại khi các bạn sử dụng iPhone ra đường thì với cái chiếc iPhone 11 này, cái điểm nhận diện của nó vẫn cực kỳ là tốt. Về phần màn hình thì sao? Về phần màn hình sẽ là một điểm rất là đáng nói. Khi mà chúng ta có thể thấy rằng là iPhone 11 nó chỉ có một cái màn hình IPS LCD và độ phân giải là HD+. Tuy nhiên mình xin nhấn mạnh là một điều, đó chính là cái màn hình của con này nó không hề tệ các bạn nhé. Nó rất là xịn, ngược lại là đằng khác. Chỉ là chúng ta chê về cái độ phân giải nó không quá là sắc nét nếu như soi thôi, chứ còn nhìn bình thường thì vẫn thấy nó cực kỳ ok mà. Nó không có một cái điểm rỗ nào nếu như mà các bạn không dí sát vào cái màn hình như thế này. Đấy, dí sát vào màn hình thì thấy rõ là điều này là tất nhiên rồi. Tại vì dù sao với kích thước 6.1 inch Full HD nó mới là một cái kích thước mà giúp cho chúng ta thấy được cái chất lượng chi tiết nó tốt nhất. Đó, sau lại kích thước này nó cân bằng giữa cái tiết kiệm pin cũng như là cái độ phân giải nó cho ra là cực kỳ tốt để chúng ta nhìn. Tuy nhiên thì độ phân giải HD như thế này cũng đã giúp cho cái chiếc iPhone 11 của chúng ta nó trở nên có một cái thời gian sử dụng pin tốt hơn. Với những cái chiếc máy cũ bây giờ pin nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 86 đến 90%, thì cũng là một cái mức dung lượng pin khá là ổn. Nhiều bên thì họ sẽ thay luôn pin mới cho các bạn thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì với cái mức pin mình thấy rằng là hiện tại nó chỉ chai còn 86% ấy, nó cũng là một mức pin hơi thấp, nên ấy, là các bạn cân nhắc là cái vấn đề mà thay thế pin đi. Không thì cái thời gian sử dụng pin nó sẽ không được ấn tượng như là lúc cái dung lượng đến 100% thôi. Điều này là chắc chắn. Thì cái này là cái điểm mà mình lưu ý với các bạn như thế. Độ sáng màn hình trên con này thì cũng rất là cao. Tất nhiên chúng ta vẫn biết rằng là viền của nó hơi dày. Tuy nhiên đây là một cái điểm mà gần như trong quá trình chúng ta sử dụng chúng ta sẽ không có để ý đến đâu. Và viền nó thì nó cũng dày theo kiểu gì đều, và trong nó có vẻ là thẩm mỹ, chứ nó cũng không hẳn là kiểu xấu như là trên những cái chiếc máy Android. Kèm với đó là nó cũng cho ra một cái độ sáng tốt mà. Độ sáng 625 nits của một tấm nền IPS LCD ở thời điểm hiện tại là nó cực kỳ sáng đấy, chứ nó không phải ít đâu. iPhone 13 bây giờ các bạn lưu ý nhá, tấm nền OLED dùng bình thường của nó thì cũng chỉ là 711 nits thôi. Chứ không phải là độ sáng cao nhất sẽ là 1000 nits đâu, trừ khi ra ngoài trời. Chứ còn mà ở trong nhà dùng bình thường như thế này thì 600 với 700 thì cái sự chênh lệch nó không quá là nhiều đâu. Các bạn lưu ý là như thế. Màu sắc thì cũng trung tính, trung thực, dùng những cái chiếc máy iPhone mà chỉnh sửa ảnh là cực kỳ yên tâm, uy tín luôn các bạn nhé. Với mức giá tầm khoảng hơn 8 triệu một tí, bây giờ mình thấy đây là một cái chiếc máy cực kỳ đáng mua. Về mặt hiệu năng thì rõ ràng nó không kém gì so với lại những cái chiếc máy Android. Thường phân khúc giá 8 triệu như thế này thì chúng ta có là Snapdragon 870 này, 888 này, rồi 8 Gen 1 cũng có luôn. Điển hình như là cái chiếc Redmi K50 Gaming cũng rẻ hơn cả iPhone 11 các bạn nhé. Đấy, thì các bạn có thể thấy được rằng là đó là những con chip hiệu năng cao. Tuy nhiên thì nó sẽ thiếu cái sự ổn định hơn nhiều so với lại Apple A13 Bionic có trên cái chiếc máy này.
Cái điểm mà đáng tiếc ấy là nó không có công nghệ 5G thôi, nhưng mà rõ ràng công nghệ 5G ở thời điểm hiện tại nó vẫn là một cái gì đó rất là xa xôi. Tầm khoảng 1 đến 2 năm nữa thì mình nghĩ nó mới bắt đầu triển khai phổ biến được. Thì cái điều này nó cũng không quá quan trọng ở thời điểm hiện tại. Kèm với đó là về cái phần hiệu suất, chúng ta chơi game thì tự tin là ở thời điểm hiện tại kể cả Genshin Impact nó vẫn có thể chơi được một cách ngon lành. Tuy nhiên thì đối với lại một tựa game siêu nặng như thế trên một chiếc máy smartphone thì các bạn nên cân nhắc là để với cái mức FPS là 30 thôi, là mọi thứ trải nghiệm nó đều cực kỳ ổn định và mượt mà, không có gì để chê cả. Đó là một điểm mà các bạn cần phải cân nhắc. Còn PUBG hoặc là Liên Quân thì Liên Minh các thứ này kia là cứ chơi max setting phà phà luôn. Nhưng mà rõ ràng ở thời điểm hiện tại nó vẫn sẽ cho ra một trải nghiệm cực kỳ ổn định nếu như các bạn chơi trong cái điều kiện nó mát mẻ một tí, có quạt hoặc là có cái điều hòa thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho cái vấn đề tản nhiệt. Về khả năng quay phim, chụp ảnh cũng như là thu âm thì nó quá là tuyệt vời rồi trên một cái chiếc máy iPhone 11 như thế này. Quay video thì các bạn, thậm chí là các bạn có thể là quay vlog làm YouTube rất là bình thường luôn các bạn à. TikTok nữa, nó sẽ bổ trợ rất tốt cho những cái mạng xã hội ngày nay. Mua về mà làm thì chúng ta sẽ có trọn gói luôn, vừa hiệu năng mạnh, vừa camera tốt, thu âm, cái thứ này kia là cực kỳ ngon. Đấy, từ đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm những cái công việc trên mạng xã hội giờ nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Mình sẽ không có thằng thanh hóa lên nó về mặt chụp ảnh nữa. Về chụp ảnh trong cái phân khúc giá tầm khoảng 8 triệu rưỡi hơn bây giờ thì sẽ có những cái con máy đời mới hơn đến từ Galaxy các thứ này kia. Galaxy S20, S21 cũng có luôn, thậm chí là như thế. Thì rõ ràng nó sẽ vượt trội hơn so với con này, kể cả là về mặt bộ nhớ. Bộ nhớ của một cái chiếc máy hơn 8 triệu ở thời điểm hiện tại nó chỉ là 64GB thôi. Nó cũng là một điểm hơi bị hạn chế trên iPhone 11 này. Nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm cực kỳ lâu dài và an tâm với những cái phiên bản iOS. Con này thì nó ra mắt vào năm 2019 thì tại vì cũng được 2-3 năm cập nhật nữa là tối thiểu cho phiên bản iOS mới nhất, nên các bạn sẽ không cần phải lo đâu. Cái hỗ trợ của nó là cực kỳ lâu dài luôn. Tóm kết lại thì nhìn chung iPhone 11 ở thời điểm hiện tại nó là một cái chiếc máy mà phải gọi là dù đứng ở trong cái khúc giá nào nó luôn luôn xứng đáng cả. Tất nhiên là chúng ta không thể nào so về mặt thông số lại những cái chiếc máy Android, điều này thì nó là muôn thở rồi. Nhưng mà cái trải nghiệm với một cái thế giới riêng, thế giới iOS thì nó hoàn toàn thật sự là khác biệt. Và nó cho ra những cái rất là tiện trong quá trình chúng ta sử dụng. Đấy. Và đó là những điểm mà đã giúp cho Apple có một vị thế như là ngày hôm nay. Chứ không phải đơn thuần là đi mua chip, mua linh kiện về lắp ráp hay là dùng phần mềm của bên thứ ba sau đó tùy biến lại. Thì nó rõ ràng là không thể nào tối ưu được với Apple đâu. Đấy. Cho nên cái giá trị sử dụng của một chiếc máy iPhone hiện tại nó còn rất là nhiều, rất là lớn. Và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn, bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.